Chúng ta sẽ tiến hành là xác định thương số U trên Y đối với mỗi dây dẫn. Rồi, nào. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành làm thí nghiệm. Cái sơ đồ thí nghiệm thì thầy để ở cái slide sau. Và trong cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ tiến hành đo cường độ dòng điện I và hiệu điện thế tương ứng U đặt vào hai đầu dây dẫn. Hai đầu dây dẫn. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định thương số của U trên Y. Đây. Đây là sơ đồ thí nghiệm. Ok. Rồi. Và trong sơ đồ thí nghiệm này thì người ta đặt một hiệu điện thế vào, đặt một nguồn điện vào đây. Và nguồn điện này có thể thay đổi được giá trị. Và chúng ta sẽ đo hai thông số. Khi đóng khóa K thì sẽ có dòng điện chạy qua dây dẫn này, rồi đi qua ampe kế rồi về nguồn. Đấy là nếu đóng khóa K. Khi đóng khóa K như vậy, để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cái dây dẫn này thì chúng ta dùng cái vôn kế này. Và sau đây chúng ta dùng cái sợi dây dẫn 1. Dây dẫn 1. Rồi. Ở lần đo đầu tiên đối với dây dẫn 1 thì chúng ta thấy như thế này. Nếu như khi mà hiệu điện thế đặt vào đây là bằng 0, tức là thật chưa cấp điện cho mạch này, thì khi đóng khóa K thì rõ ràng tất cả các kim đang ở trạng thái 0. 0, 0. Ok. Bây giờ ta tiến hành thay đổi giá trị của hiệu điện thế.